Manchester United tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong một trận đấu tri ân giáo sư Wenger. Pogba là cầu thủ mở tỷ số sau một pha ghi bàn có lẽ là dễ nhất trong sự nghiệp của mình. Trong một ngày đặc biệt như vậy thì tất nhiên Arsenal không muốn giáo sư buồn. Mà không, phải là Arsenal B không muốn giáo sư buồn mới đúng. Vì cái đội hình toàn mấy ông 18-19 tuổi lạ hoắc, méo thấy bao giờ. Nhưng bằng sức trẻ thì họ đã chơi một trận đấu khá là tốt. Mkhitaryan dứt điểm hiểm hóc tung lưới đội bóng cũ. Và tất nhiên anh không ăn mừng. Và khi mà trọng tài thông báo có 4 phút bù giờ, con số 4 ấy đã khiến mọi người có cảm giác bất an. Và quả thật nó đã gieo trái đắng cho Arsenal. Fellaini xuất hiện và bật cao như một vị thần, đem về chiến thắng cho MU trong những phút cuối đầy cảm xúc. Tôi xin nhấn mạnh là anh Fesu đánh đầu ngược thưa các bạn. Cú đánh đầu gần giống với công Vinh năm xưa. Bóng bay lượn và góc xa, không cho Ospina bất cứ cơ hội nào. Phê ơi là phê, sao anh ác thế phê. Đây là trận đấu tri ân của giáo sư rồi mà anh vẫn không tha. Vẫn phải ghi bàn phút cuối cho bằng được. Anh ném đá vào hội nghị như thế, liệu có vui không phê? Thật sự là pha ghi bàn đó tôi không cố tình. Tôi chỉ nhảy bừa lên hướng bóng. Mà thế méo nào bóng lại bay trúng và đi hiểm như vậy. Tôi thật sự thấy mình rất có lỗi. Có lỗi với Arsenal, có lỗi với huấn luyện viên Wenger. Thôi thì tôi đành gia nhập hội thánh đức cho trời để rửa sạch tội lỗi của mình vậy. Trước trận đấu thì một cảnh tượng đặc biệt đã diễn ra. Sir Alex bước xuống sân và trao kỷ niệm chương cho Wenger. Mourinho cũng ra bắt tay người đồng nghiệp. Ba người đàn ông với 19 chiếc vô địch ngoại hạng Anh, ba người làm nên lịch sử của kỷ nguyên mới giải ngoại hạng, ba con người đặc biệt, ba huyền thoại, mọi khi thì họ là kẻ thù, nhưng ngày hôm đó thì tình yêu thương, trân trọng là thứ mà ta thấy nhiều hơn. Các cổ động viên ở Old Trafford cũng đã dành những tràng vỗ tay cho giáo sư. Vâng, một hình ảnh thật đẹp, thật hiếm thấy trong một trận đấu giữa MU và Arsenal. Tuần qua là sinh nhật của Trường Hiếp, đội trưởng của U23 Việt Nam. Và các đồng đội của anh đã dành cho anh một sự bất ngờ không thể ngọt ngào hơn. Đó là úp cả cái bánh kem vào mặt. Văn Thanh thì giữ đầu, Văn Toàn thì hớn hở úp bánh trả thù. Vì lần sinh nhật Văn Toàn lần trước cũng bị Xuân Trường úp bánh. Tuy nó hơi bẩn nhưng lại gắn kết tình cảm anh em. Chúng ta nên thử với những đứa bạn thân cửa hó ở nhà. Chó nó úp bánh mặt. Không, cái này úp chó đấy. Cái này úp bánh. Cái đâu đi, chúng mình sinh nhật đúng không? Không có tay đâu. Man City hạ West Ham 4-1 trong một trận đấu mang tính chất biểu diễn của nhà vô địch. Liverpool thì bị đại gia Stoke cầm hòa, qua đó xa vời hơn với vị trí thứ hai ngoại hạng Anh. Mà cũng chả sao, giờ họ chỉ cần yên vị trong top 4 và dồn hết nguồn tinh khí, sinh lực cho Champions League. Chelsea thì đã định đoạt trận đấu với Chelsea ở ngay phút thứ 4 khi mà Fabregas ghi bàn mở tỷ số và cũng chính là bàn thắng duy nhất. 86 phút còn lại, méo có thể bàn được ghi cả.
Điều gì đến cũng phải đến. Barcelona đã chính thức vô địch La Liga, một kết quả đã được dự đoán từ trước. Chỉ có điều nó diễn ra sớm hay muộn mà thôi. Barca đã bắt đầu mùa giải trong muôn vàn khó khăn. Họ thay huấn luyện viên, họ mất Neymar và đem về những bom tấn trong sự nghi ngờ. Nhưng vượt qua tất cả, Barca vẫn đứng vững và vươn lên mạnh mẽ như một cái tên quen thuộc, Lionel Messi. Ghi bàn sòn sòn và kiến tạo xoành xoạch, Messi vẫn chơi bóng ở một đẳng cấp khác, luôn là linh hồn của Barca. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến Paulinho, người đến từ Triều Châu, là một phát hiện quan trọng ở mùa giải năm nay. Pique, Umtiti vẫn giữ chắc ở hàng thủ, Busquets vẫn làm chủ giữa sân và Suarez vẫn cắn người. Vẫn săn bàn đều đặn. Tất cả đã giúp cho Barca có một mùa giải bất bại tính cho đến thời điểm này. Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did you... Larry! Righto, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested! Oh! Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa cho Iniesta, người vừa họp báo và tuyên bố ra đi vào cuối mùa. Cái kết đẹp cho một tình yêu đẹp giữa anh và Barca. Anh tiết lộ lý do không muốn chơi bóng cho đội bóng nào ở châu Âu, vì đơn giản là không muốn đối đầu với câu lạc bộ yêu dấu của mình. Hãy mang chiếc cúp về và cất giữ những kỷ niệm ở sâu trong tim anh nhé. Xin chào tất cả các anh em. Để chuẩn bị cho dự án sắp tới, Chân bóng đá quyết định tuyển thêm các thánh chôn để cùng sát cánh chinh chiến phá đảo thế giới ảo. Vị trí tuyển dụng bao gồm 1. Content video, đam mê bóng đá, nhiều ý tưởng, hài hước, sáng tạo, pro các công cụ thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video. 2. Bình luận viên chôn, có giọng nói chuẩn, không mắc lỗi phát âm, bựa và hài, có khả năng tự viết kịch bản, dựng video cơ bản. 4. Hoặc bạn cảm thấy mình có khả năng gì đặc biệt, có thể cống hiến và trở thành thánh chôn, cũng có thể ứng cử. Quyền lợi: các bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, ướt át, thuận lợi để phát triển web bóng đá lớn nhất Việt Nam, hưởng tháng lương thứ 13, du lịch, thưởng theo chế độ đãi ngộ của công ty, lương cứng thỏa thuận, vui lòng gửi CV về hoangspin@gmail.com.